Nhìn là cũng có vẻ biết làm ăn đấy, không phải bình thường Đúng, đâu. Đường Đường là một giám đốc cơ mà. Các chủ Không biết làm này người ta cười. tình hình mai tự đuổi việc mình tình nếu hình không thành này công. tình hình này là tiết hơi mặn rồi. Mặn cũng được, có tiết là được. Mặn tí bắt cháy hay sao? Thế anh tôi lên đây từ lúc nào? Từ 3 giờ, 5 giờ. À, ừ 5 giờ. Thế ai cắt ngắn? Anh cắt. 5 giờ làm gì? 5 giờ 4 giờ chứ. 5 giờ anh mới lên. Lên thấy ông Thiện ngồi hút thuốc lào mãi đây rồi. Hơn em đã lên đây rồi. Ông Thiện gọi anh lúc 4 rưỡi, thế anh hẹn 30 phút nữa lên. Lúc đấy không nhầm là 5 giờ 10 mới cắt. Lát đấy nhỉ. Hay bị lát. Được cái là ông Thông ấy làm lông nhanh. Thông về rồi. Thông về rồi. Đi yên chị. May mà được cái anh Tuân này được cái dễ dãi. Đấy, dễ mấy như... mấy cái mà người mời mời chơi câu cá đã thấy lên có mặt anh cái cảnh đó. Dễ như cà phê. Đâu, con Ngan này này là ông Thiện, Thiện ông ấy. Ông ấy giới thiệu cách đây mấy hôm rồi. Đấy, em bảo là giờ mà anh em không tập trung làm nhà em chán quá cả. Ý ông ấy xuống bảo nhà Đức có con Ngan 5 cân. Nhưng mà anh em không có thời gian. ý là hỏi chú có nhã hứng không ấy. Quan trọng là cái chuyện đấy đúng không? Mấu chốt là đấy. Với lại không thằng nào biết làm tiết canh. Con này bảo lâu lắm rồi chứ nhưng mà không làm ấy, không có ai. Thế mà hôm qua cứ tưởng anh Thiện mua. Anh em để lâu rồi. Cái này thực ra lấy cái xi lanh hút nhanh. Hoặc là lấy cái... cái tio hút cái giấy ăn, giấy ăn thử ăn thấm đi. À, thôi. Nhưng mà em thấy được rồi đấy. Được. Ít này chưa. Cái này vẫn còn mặn lắm ấy. À, cái này đợi tí nó lắng vớt bát kia. Thôi dần. Cái bát này là bát đầu tiên chọc vào. Thế tưởng đông đúng không? Chẳng là tiết đen anh tưởng đông. Tưởng bỏ đông mẹ rồi. Đông á? Đông. Ui giời ơi. Đông rồi còn đâu. Thôi tắt clip đi. Thôi thôi. Chết thỏng. Thôi rồi chân rồi. Ờ. Qua giữa cái ngõ giữa trường tiểu học và cộng đồng. Rồi, bên trái được. Ờ, nhà đầu tiên luôn, rẽ vào sẽ thấy. Nhà đầu tiên thấy không nhỉ? Mấy thanh niên không biết cắt tiết ngàn, bây giờ phải gọi giám đốc lên. Thanh niên Thiện này tao với Thông lên từ hôm trước rồi. Năm mấy tuổi rồi không biết. Vã phát củ dưới là đầu. Củ dưới à? Ừ. Nước nó treo ở đâu ấy? Mãi. Đúng 30 phút gì nữa. Đấy, cắt thôi. Cắt cánh à? Hay cắt cánh cho nó ra tiết đẹp. Cắt cánh mới đẹp. Mắm. Mắm với nước ngọt. Rượu ngon đấy. Rượu đầm đấy. Đây phải đợi vào quay. Rượu uống bố vợ hay nào. Em chỉ hãm bằng cái mắm mắm đểu ấy, mắm xào ấy. Điên à. Kinh nhỉ. Nhà không gốc vào rồi. Đây là phải gọi giám đốc Tuân lên để cắt tiết ngan. Tí nữa nó đông thì hết nói phép. Mắm nào. Tí nữa nó đông em đền tiết canh dê là được. Đông là một chế thôi. Hay là làm anh vừa làm ở bên này à? Tí nữa anh mới ra. Em không biết anh đâu nhá. Ừ? Bây giờ phải đi học hỏi. Ừ? Kinh nghiệm của giám đốc. Cứ quay lại đi. Đừng đăng lên YouTube rồi. Ồ có mà. Mặt anh nó quần trúng lắm. Đường Đường là một giám đốc
bảo rồi bỏ bố chồng với mẹ chồng đi vắng hay bảo các anh vào mặt mẹ ăn mò ra mà tìm. Ê xong rồi á, chụp nhanh đây. Tỷ lệ như nào anh? Một mắm hai nước. Khu một mắm hai nước à? Giữa trường tiểu học và cộng đồng có cái ngõ rẽ vào đấy. Em ra chỗ này luôn này. Em làm ngay chỗ nhà thằng Bằng này. Đây là cái gì? Hai cái con ngan này chút mốt xong. Một con hay hai con đấy? Làm hai con cho nó rực rỡ. Không, một con thôi. Có gì vào bốn gà nữa mà thịt ai ăn thì gà thì ăn. Có thật đi. Kiếm cái gì đâu? Trời bò cho nó. Cân không người đẹp. Cân thì tí anh em còn biết đường chia. Chia. Nhớ một nửa là của em đấy nhá. Cắt đây. Con Ngan là 10 tuổi rồi. Vừa mới mua cái con dao 9.000. Giảm 10.000 không bán. 9.000 bán luôn. Ui, ngày hút thuốc lào được bộ lông này thì ngon nhỉ. Tí phải đặt cánh cho thầy rồi, thầy luôn đập điếu. Bỏ áo ra. Thiện giữ đi. Mày khỏe hơn. Giữ mỗi cái đời ấy, mỗi cái cân. Con Ngan này định làm từ hôm qua rồi đúng không? 5 cân à? Ừ, cũng tính á. To nhỉ? 5 cân này 2 bát đấy. Đấy, bà đây đi, lúc có gì rội rửa cho dễ. Vấn đề là không biết có cắt được không. Mượn là giữ chân rồi, chạy giữ chân còn đấy giữ gánh thôi. Đây thế. Úi nó đừng cho nó uống nước mắm. Nó uống tí nước mắm nào. Đâu dao nào sắc sắc tí. Đấy dao đây. Đây. Dao này chọc chứ. Chọc đây chọc hứa phát chứ. Đâu giữ đâu. Dao này sao cắt được. Vừa mới mua 9.000 đấy. Tức là dao này chuyên để cắt tiết ngang. Chuyên để cắt. Là giữ cái đi em đi con. Anh túm luôn cả cổ nó vào đây. Cánh ấy giữ mà. Đây. Như này á. Anh sang bên kia đi. Đấy. Lắp mạng cho rất nhiều người rồi mà đấy. Không giữ được một con Ngan. Em cắt cánh này. Con gì mẹ chuẩn bị đi lấy chồng lấy vợ rồi. Thận không em cắt cả cánh anh à tay anh. Đây này, cầm ngắn này này. Ui con này lông nó như thế này. Già lắm rồi. Mãi nó hết. Lại shipper à? Alo. Đội đấy thì không có tiền đâu anh ạ. Vâng. Thả mày sang kiếp khác, chúc kiếp khác sẽ là một người đẹp. Phải đi ngày mai rồi anh ạ. Lại cần gấp à anh? À. Ê. Ra chỉ tổng nhận ra. Tăng nhỉ. Mua nhớ không? Đồ kỹ thuật này nó như nó hoàn này. Anh gửi qua tài khoản gì? Nó muốn mua ngàn ở trong này. Vietcombank nhỉ. Này nó đăng lên mạng nó nghe nhìn thấy. Nghe cái mùi. Vâng vâng. Để tí nữa em xem cho em. Chọc lên này, chọc lên được hứa phát xuống là được. Anh biết. Vâng, vâng, vâng. Oh, mà giúp chặt đi. Em nhớ ra. Vâng, vâng, vâng. Hứa đâu, chọc ở đấy. Đây à. Chạy lấy dao, vâng, vâng. Hứa thì lấy dao. Chọc xuống hứa rách làm phát là. Này à. Ừ, hứa vậy là ra đấy. Chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Chọc đây gì? Cứ theo sở trường đi. Chọc không? Chọc sâu à? Đấy, hứa mạnh à? Hứa mạnh luôn. Nâng đít lên. Ui, nó bảo tiết thơm rồi. Mật mẹ Thiện đéo nâng đít lên. Cái gì? Anh cái này. Bảo tiết đen rồi. Chưa trúng động mạch. Rồi. Được, rồi. Anh Dương thông được. Ui, đấy. Giỏi thế mà. Thế mà từ nãy cứ run. Ôi giời ơi. Run nhá, run đi. Nãy thì bảo cứ sợ.
À, kiếp cho mày, kiếp sau làm đại bàng, làm đại bàng, làm phượng hoàng. Yeah. Phạm Đình Trường, tổng giám đốc. Anh này tác nghiệp à? Ờ, phải tác nghiệp để xem mấy anh em làm việc sao? Có đụng được không? Trường ơi, lấy 2 bát đi. Chết mà, cái này chẳng quan trọng sống đâu. Toàn nhân viên ưu tú. Thì tâm cái là phải xẻ luôn cái kia vào. Làm cho nó phát nữa. Em thấy ra màu đen mà xỏng rồi. Cái bát nữa. Mình tay thì không giữ quấy đây. Cái đấy phải chọc cái này, phải chọc nó phát tới. Này đang lên à, nó phát lên ngay. Nhưng rồi. Nước nó treo ở đâu ấy. Mãi. Đúng 30 phút gì nữa. Đây, bắt thôi. Cắt cánh à, hay cắt chơi. Cắt cánh cho nó ra tiết đẹp. Cắt cánh mới đẹp. Cho mắm. Mắm mới đẹp. Rượu ngon đấy. Đường đồng đấy. Đây phải đợi vào quay. Rượu uống bố vợ. Em chỉ hãm bằng cái mắm mắm đều ấy, mắm xào ấy. Điên à? Kinh nhỉ? Go pro à? Đây là phải gọi giám đốc tuân lên để cắt tiết ngan. Tí nữa nó đồng thì hết nói phép. Mắm nào? Tí nữa nó đồng em đền chết canh dê là được. Đồng là một chế thôi. Hay là làm anh vừa làm ở bên này à? Tí nữa anh mới ra. Em không biết anh đâu nhá. Bây giờ phải đi học hỏi kinh nghiệm của giám đốc. Cứ quay lại đi. Đừng đăng lên YouTube rồi. Ồ, có mà. Mặt anh nó quần trúng lắm. Đây, đường là một giám đốc. Bảo rồi, bố chồng với mẹ chồng đi vắng hay bảo các anh vào mặt mẹ nó mò ra mà tìm. Ê, xong rồi á? Chụp nhanh đây. Tỷ lệ như nào anh? Một mắm hai nước. Một mắm hai nước à? Giữa trường tiểu học và cộng đồng, có cái ngõ rẽ vào đấy. Em ra chỗ này luôn này. Em làm ngay chỗ nhà thằng Bằng này. Này là cái gì? Hai con ngan này chút mốt xong. Một con hay hai con đấy? Làm hai con cho nó rực rỡ. Không, một con thôi. Có gì vào một bốn gà nữa mà thịt ai ăn thì gà thì ăn. Có thật đi. Kiếm cái gì đâu. Trời bò cho nó. Cân không người đẹp. Cân thì tí anh em còn biết đường chia luôn. Chia chả. Nhớ một nửa là của em đấy nhá. Cắt đây. Con ngan là 10 tuổi rồi. Vừa mới mua cái con dao 9.000. Giảm 10.000 không bán. 9.000 bán luôn. Ui, này hút thuốc lào được bộ lông này thì ngon nhỉ. Tí về đặt cánh cho thầy rồi, thầy luôn đập điếu. Bỏ áo ra. Thiện giữ đi. Mày khỏe hơn. Giữ mỗi cái đời ấy, mỗi cái chân. Con ngan này định làm từ hôm qua rồi đúng không? 5 cân à? Ừ, cũng tính á. To nhỉ? 5 cân này, 2 bát đấy. Đấy, bà đây đi, lúc có gì rội rửa cho dễ. Vấn đề là không biết có cắt được không? Mượn là giữ chân rồi, chạy giữ chân còn đấy giữ gánh thôi. Đây thế. Úi nó đừng cho nó uống nước mắm. Nó uống tí nước mắm nào. Đâu dao nào sắc tí. Đấy dao đây. Dao này chọc chứ. Chọc đây chọc hứa phát chứ. Đâu giữ đâu. Làm sao mà cắt được? Vừa mới mua 9.000 đấy. Tức là dao này chuyên để cắt tiết ngang. Chuyên để cắt. Là giữ cái đi em đi con. Anh túm luôn cả cổ nó vào đây. Cánh ấy giữ mà. Đây. Như này á. Anh sang bên kia đi. Đấy. Lắp mạng cho rất nhiều người rồi mà đấy.
không giữ được một con ngan. Em cắt cánh này. Con thì mẹ chuẩn bị đi lấy chồng lấy vợ rồi. Thận không em cắt cả cánh anh, à tay anh. Đây này, cầm ngan này này. Ui, con này lông như thế này. Già lắm rồi. Lại ship bữa. Alo. Đội đấy thì không có tiền đâu anh ạ. Vâng. Thả mày sang kiếp khác, chúc kiếp khác sẽ là một người đẹp. Phải đi ngày mai rồi anh ạ. Lại cần gấp à anh? À. Ơi. Đăng nhỉ? Mua đéo đâu, đổi kỹ thuật này nó nguy nó hoàn này. Anh gửi qua tài khoản gì? Nó có mua ngan ở trong này. Vietcombank nhỉ? Này nó đăng lên mạng nó nghe nhìn thấy. Nghe cái mùi. Vâng vâng. Để tí nữa em xem cho em. Chọc lên này, chọc lên nước phát xuống là được. Anh biết. Vâng vâng vâng. Oh, mà giúp tôi chặt đi. Em nhớ ra. Vâng vâng. Chưa trúng động mạch. Rồi. Được, rồi. Anh Dương thông được đấy. Rồi thế nào? Thế mà từ nãy cứ run. Ôi, run nhá, run. Dễ thì bạn cứ sợ. À, kiếp cho mày, kiếp sau làm đại bàng, làm đại bàng, làm phượng hoàng. Dạ. Phạm Minh Trường, tổng giám đốc. Anh này tác nghiệp à? Ờ, phải tác nghiệp để xem mấy anh em đông làm việc sao? Có đụng được không? Trường ơi, lấy 2 bát đi. Chết mà, cái này chẳng quan trọng không đâu. Toàn nhân viên ưu tú. Thế cái tâm cái là phải xẻ luôn cái thứ kia vào. Làm cho nó phát nữa. Em thấy ra màu đen mà xảo rồi. Cái bát nữa. Mình tay thì không giữ quấy đây. Cái đấy phải chọc cái này, phải chọc nó phát thôi. Cái tiết đen không được. Ừ, tiết đen nó xấu. Nó xấu tiết thôi. Nhưng vẫn ăn được không? Ăn được. Cái bát đầu tiên thì sợ đồng lắm. Thả ra. Thả thì đéo được. Bây giờ lại đổ lại đánh lại. Bây giờ pha một bát khác cùng sàn nó sàn nha, không thêm nước vào. Vẫn được chậu. Vẫn còn ra đấy. Cẩn thận nó chạy mất là mất ăn. Biết đéo thì cái biết đào mà bằng cân ngàn ở đâu. Thế thì nó chịu. Anh em lại lộ thông tin nội bộ ra ngoài rồi. Đấy không được rồi. Tí nữa là đéo giám đốc cũng gọi điện lên thì chết. Và chỗ này ăn không gọi anh. Đâu nào? Tổng à, giám đốc chi nhánh. Giám đốc Kiên thì ra xe kia là đang bế lưỡi à. Ở này. Mày ra mày đưa nó về tao cả. Ở đâu? Ở xe tao ở trung tâm. Ở xe ô tô ngoài ấy. Ngủ đấy. Từ. Vẫn ở đấy anh. Ừ. Vấn đề bây giờ là chế là những món nào? Thằng nào biết à? Luộc. Bây giờ cái... bóp tái. Có canh có măng không nấu thật lấy xương có măng không măng luộc các nửa con thôi. Không gì nữa nấu măng hấp bia anh hấp bia anh hấp gì hấp bia đúng không hấp bia như nào đặt chiếc nấu kiểu đấy như nào bia đấy bây giờ lên Google search nhá không cần tí em lấy xả lót dưới cây xả này cái ông đi làm đi nghe đi về nhà biết thì cứ ngồi đấy mà chém gió. Thôi rồi, bỏ ra đi. Rồi ra làm cho nó cho thằng Hoàng vào thế. Mình chủ yếu là ăn thôi. Ra ngoài. Anh em gọi lên chủ yếu là ăn. Ra ngoài đây. Quá. Nóng rồi, vứt ra ngoài đây. Chỉnh. Đây. Cô giáo ơi, con chưa đi dậy. Mẹ hồi trước cô giáo dậy tiết mục thịt ngan thì xong cô bỏ đi lấy chồng. Kéo dậy hết. Rồi. Chỉ dậy đi cắt tiết rồi à? À được. Được đấy, chuyên nghiệp. Đấy này chậm ra. Mày xuống đưa tổng giám đốc Kiên về đi. Thật không mày, để em xuống. Ồ, lăn ở xe đấy. Này nó vừa giao dịch 140 rồi. Trên đấy à? Không, giao dịch ở dưới này. Giao dịch mới mua cái lan này ở... Lại mua tiếp à? 140 rồi. Mua hay bán? Mua vào. Cái này khô này. Đang 1 tỷ rồi. Con ngàn này đang thấy lông quá.
Thôi, bây giờ tạm dừng đã. Vào đây mà vặt lông đi, thì chẳng có thằng một cánh ấy. Xong rồi tí nữa đến công đoạn chặt, xong rồi lại tiếp tục. À. Nhìn là cũng có vẻ biết làm ăn đấy. Không phải gì làm đâu. Đồng Đường Đường là một giám đốc cơ mà. Không biết làm này người ta cười. Chết rồi. Mai tự đuổi việc mình. Nếu không thành công. Tình hình này là tiết hơi mặn rồi. Mặn cũng được, có tiết là được. Mặn tí mắt cháy hay sao? Thế anh tôi lên đây từ lúc nào? Từ 3 giờ. 5 giờ. À, ừ 5 giờ. Thế ai cắt ngắn? Anh cắt. 5 giờ làm gì? 5 giờ 4 giờ chứ. 5 giờ anh mới lên. Lên đây ông Thiện ngồi hút thuốc lào mãi đây rồi. Hơn em lên đây rồi. Ông Thiện gọi anh lúc 4 rưỡi, thế anh hẹn 30 phút nữa lên. Lúc đấy không nhầm là 5 giờ 10 mới cắt. Lát đấy nhỉ. Hay bị lát. Được cái là ông Thông ấy làm lông nhanh. Thông về rồi. Thông về rồi. Đi yên chị. May mà được cái anh Tuân này được cái dễ dãi. Đấy, mày chơi câu cá đã thấy lên có mặt đánh cái cảnh đó. Dễ như cà phê à? Đâu, con Ngan này này là ông Thiện. Ông ấy. Ông ấy giới thiệu cách đây mấy hôm rồi. Đấy, em bảo là giờ mà anh em không tập trung làm nhà em chán quá cả. Ý ông ấy xuống bảo nhà thằng Đức có con Ngan 5 cân. Nhưng mà anh em không có thời gian. ý là hỏi chú có nhã hứng không ấy. Quan trọng là cái chuyện đấy đúng không? Mấu chốt là đấy. Với lại không thằng nào biết làm tiết canh. Con này bảo lâu lắm rồi chứ nhưng không làm ấy, không có ai. Thế mà hôm qua cứ tưởng anh Thiện mua. Anh em để lâu rồi. Cái này thực ra lấy cái xi lanh hút nhanh. Hoặc là lấy cái... cái tiêu hút. Cái giấy ăn. Giấy ăn thấm đi. À, thôi. Nhưng mà em thấy được rồi đấy. Được. Ít này chưa? Cái này vẫn còn mặn lắm ấy. Cái này đợi tí nó lắng, vớt bát kia. Dần. Cái này là bắt đầu tiên chọc vào cái tường đông đúng không? Chọc vào tiết đen này tường đông. Tường bỏ đông mẹ rồi. Đông á? Đông. Ui giời ơi. Đông rồi đâu. Thôi tắt clip đi. Được rồi.